himself here, humanoid, really one of the big stars of this. Cái tí còn Azir, Victor, đâu còn Nico, Victor, Nico, Victor, Jay. Really looks at him as one of those guys. Mà chắc không đánh Jay đâu. Hồi nãy bình luận viên cũng có nhắc là Gam không nên để cho Humanoid bích con Ori, nếu không đó sẽ là sai lầm. Còn con gì cho Kati trời? Bên này chắc là ban Nico. Kati còn Lee Sang Ra. Nhiều khi đánh Lee đó chứ. Đánh Victor thì rừng phải. Nếu mà Kati nó đánh bích con Victor á, là rừng sẽ rất là bị cái lượng tướng là Levi đánh được, nó sẽ thu hẹp lại rất là hẹp luôn. Levi lúc đó chỉ còn Zavan nè. Rồi những cái con rừng mà buộc phải có CC, Lee Sin không được luôn. Lee Sin vẫn ok nhưng mà nó hơi chua gò ban Zavan luôn rồi. Vậy chắc lóc Lee Sin luôn quá. Nếu mà lóc Lee Sin thì khả năng cao là KT đánh lead. Ba Lee Sin. Vậy là còn Sezu nè. Còn Vi. Kati nó còn Ahri nữa. Nhưng mà không biết nó có tự tin nó đánh con đó không. Pha này thì chắc là bích mid đi. Pha này bích mid là đẹp. À muốn lấy đường trước à. Không đợi Kater à. When you go that lethality into Nashor's and you have the upgraded W, at least you have two forms of poke. And to me, two friends. Not only did they see everyone from Fnatic walk in, they saw Humanoid leave, and it's not after that unleashed TP. He can't TP in and join the fight. Trời, không lát hả mày? Không lát hả mày? Giết không? Không giết được. Mày không lát hả mày? Mày bướng hả mày? Mày đánh kèo bướng hả mày? Bà này chắc tụi Gam nó đẩy xong nó về à. Chứ nó biết đường xuống mà. Mới giết đường xong mà. But it's another rough start here for Razork after what was a tough one for him yesterday. Gam out to that early lead. And it is Kati who you were saying and you were pointing out he was losing out. Phải nói tính ra thằng Nautilus nó mà móc nó cao tờ cái đúp Rakan thì cũng không mất lát ha. Kiểu đi lên mà tự nhiên cái bị Rakan đi lên đúp cái mất cái lát chỗ đó bị xàm lắm anh em. Ít khi nào. Thường thì vì nó là lỗi vị trí đứng của hai thằng á. Rồi hai bùa qué đẻ. Hai bùa nữa qué đẻ. Kati nó nói bú. Lum. So I'm not sure if it would have been right now suffering from the success of this top lane who's come back in form as Razork is trying to get in position to find something bot side. Trời ơi hên quá đời, lát em ơi. Rồi, có lát mũ. Á, à, tụi nó đã bóp nhau một chiêu rồi mà không sống nổi thì chịu rồi. Cái tình huống chết này của thằng Đơ là do bên Gam nó đánh một cái giai đoạn nhưng mà nó đánh hơi bị thiếu. Có nghĩa là nếu như muốn ăn con rồng đó, trong cái trường hợp AD mất flash thì ăn xong con rồng hoặc là phải đẩy phụ thằng AD ở một giai đoạn nào đó cho nó về để mua mắt nó cắm. Chết mẹ không. Ai chùm server. Rồi định đai luôn hay gì vậy? Đau đâu mà giết. Cái boss hồi nãy á là ăn con rồng đó xong thì phải làm sao để cho cặp boss của mình nó an toàn hoặc là nó kiểm soát được cầm tầm nhìn. Chứ là đời nó mất lát xong rồi rừng ăn rồng ăn xong cái bắt đầu lên cánh trên dưới không có cắm mắt thì chết chuyện bình thường. Trong vòng 5 phút cái flash đó thì nó sẽ giết mình một lần. Trời ghê vậy. Ghê vậy. Thằng nóng ghê hết vậy. Noah's trying to turn this into an even trade, but Pallet stays safe. Humanoid will be pushed back. They drop the Herald so they get a. Hay á, thôi đó KT đi ok á. Rồi hai đó KT đi kiểu gì mà nó xuống đây mà tụi Fnatic không biết ta. Không có nhìn mini map. The respect for that paid by Humanoid. He got that Seekers. Here is the play one more time. Oscarnin, you know, was looking for an aggressive play of his own. And this is where. Rồi KT đẩy trong quay cái nó đi. Đẩy trong quay.
Ờ để trong quay đi. Vậy là pha này là chủ yếu là bên phần nó tích nó lỗi. Con dây nó đẩy xong nó lạng qua luôn mà hai thằng boss để đồ của lăng nó chết. Hay. Chết nhiều vậy nó đi. Chết đi chết hay chứ, mà nó tính hay chứ. Ends up getting his team another kill as Slater now on the base. Guess not. I mean, again, Palakoto. Xin chào Linh Tiến. Again, there's the all out. Oscar Renan has the dominance available, but we look towards him as well. Who's gonna get the solo? Who's gonna get the fight? Instead, it's Fnatic pulling the trigger. What Kiaia solo kills Oscar Renan in the. Ôi, chùm sao vào lụm cái xấu rồi. Làm cái ví da luôn rồi. Đang mai rồi, đang mai trên top rồi. Nhưng mà dưới này nên bỏ nha, 4 đến 3 đấy. Chùm sao vào không có tên này đâu. That Gorge Ranger completed until he died. Yep. So he just goes for the all in, knows he has the better buy. Levi in the area, but they are clearly too late, so will not be able to continue stacking up those dragons, but now gonna look for a fight here. Gets quickness, Noah untouched on the backside, but it's Trimby tanking up as Levi just wants that engage. He's already ulted out as the feathers stop the play from happening. Blast mà phải nó đúp trúng bất kỳ thằng nào thôi cũng giết luôn. Nó đúp con Rail cũng giết, nó đúp con Nautilus cũng giết mà nó rướng quá. Interrupting him as well. So in the meanwhile, Trimby and Noah say look the other way. We want to get out there, but Pala won't let us. Giết một thằng thôi bay sao vậy bay? Ừ. Đánh cái gì mà đụng với Dam thì không có, một cái đồ chùm chùm giết 2, giết 3 là làm sao nhờ. Ok. Chết mẹ không. Ôi 2. Chỉ được con Saiya đó, đỡ, gỡ ghẻ. It's madness in the bot lane there. Kathy flashing forward to try to take out Humanoid, but Humanoid just flashes forward. Ờ, chùm sơ bờ. Hất mày về là mày đánh mày. Ở qua này có rồi mà. Nhưng mà con pha sâu kìa. Vậy là chắc cái xấu là anh đi xong quay lại hả? Gì? Bật đi. Bật anh đi. Không mày. Bật anh đi là tao sợ mày hả mày? Giết mày luôn đó mày. Mời mày về với đất miền Tây, tôi cho mày nghe tiếng đàn cò. Ghi ra đang nói với lại anh gì? Thằng đất tên gì? À, hồi này ổn quá. Đúng ra con Nautilus nó phải chết. Chết cách đây phải một phút luôn hả? Is what I feel like this was, because I think that had they just straight up fought from the beginning, it would have gone a lot better for them. They kind of waffled, and then Slater's like, well, I can't get out, so I'm gonna fight. Kati here watches the. Hồi nãy tôi nhìn thằng kia ra thua lính thì tôi thấy hơi lo. Tôi nói, ôi sao? Sao đụng chùm server này thua lính ta? Giờ thì bắt đầu yên tâm rồi đó. Oh, here comes Razark. They're actually getting flanked on the flank. Not expecting the Kalos. You're right. Who's really flanking who? Who's the ambulance going to be? Okay, mỗi hàng quân bên rồi kìa. Đó. Noah runs on in, he gets ulted out. Levi, beautiful. The humanoid swoops and boops. Dagda would approve. As Fnatic have already found the opening kill on Dekati. They're now playing front to back with Trimby rolling up, with Noah rolling in, with the shutdown rolling out. Gam are sent packing as Fnatic bring them to the charge. Fnatic crush that fight. They have the humanoid. They're gonna be, you know, not just like fully stacking armor, but they're gonna have armor, and it's gonna make the lethality that much less useful. Is Kiaia in trouble? Jump in from Razor. Picture this: it's a magnet storm. North and south react, and opposites attract. Levi's out as the feathers fly down, but it's a follow-up from Razor. Like a razor, he shaves his way through the enemy jungle as Fnatic are opening up mid lane, and all of a sudden this early game is swept aside. We move into the mid game, and Fnatic will not tolerate failure against Gigabyte Marines. You make a mistake, you're punished for it. Giờ muốn tôi nói gì giờ? Không có giờ chửi tụi nó. Mình có giúp gì được cho tụi nó đâu giờ? Ngoài tụi nó lỗi chửi tụi nó chửi gì giờ? Bad death, but a shutdown given over. So moments like that are how Gam get back into this game. And how Gam start taking control back from Fnatic. Things still look good for FNC, but for now the picks over the wall, and the humanoid, but trying to take him down is such a mission. Three members up there, but the TP from Oscar in, and the rest of Fnatic converging in. Gam are gonna regret this play. And with Oscar's return to the stage, it's a big old g'day from the top laner of Fnatic. A triple kill over to the Croc.
and FNC will not go quietly into that 0-2 night. Fnatic crush them. Gam looked for a pick there onto Humanoid, but they couldn't chain the CC. Ulti, okay, Slater trying to bring it back. Humanoid flashes. His turret saves his life, and Slater was moment. Not really meaning much right now, as Kati has just been able to kind of farm up some of these towers, but now Humanoid responds and... Giết luôn rồi. Đâu có lát đâu. Đâu có chạy được. Well. Kati knows he has no way out. Thôi. Humanoid almost dies, but Kati's burning down. Em ơi. It's all about the range, isn't it, as Oskarinen looks to take a solo kill of his Điều own. Chắc chết quá. This guy has been out for far too long, and he wants people to remember his name. Rồi, vậy thì chết rồi. Humanoid makes it out of there, and you know what? I smell. Ở cái dưới kia nó end game mẹ luôn rồi kìa. It's another double. Yeah, and they're taking the base at the same time there. Kati could have just finished his base. Hai thằng chết sao đẹp. Go for the kill. And now Humanoid's here. He's keeping in, and I think they can. It's all in with the round. Yo, chết rồi. Ừ, hên xa gia đéo gì được lòng. All of a sudden, we're in a position of losing in under 25 minutes. Kiaya and the Cassante won't be unstoppable for long. And Europe raise the flags high. You've beaten the VCS, you're gonna move to 1-1. And GAN don't know what hit them. They want to play early game. Ha! You live in the early game with Fnatic as they move to 1-1. Here on day 2 of the Swiss stage at Worlds. Nhưng anh em nhớ gì mất là... Những gì mà mất đang nói đây là... Mình nói cho khán giả nghe, chứ mình không phải là mình đang dạy gam, anh em hiểu không? Cho nên là... Đừng có nghĩ tiêu cực quá. Mình chỉ muốn phân tích cho khán giả trong một trận đấu đâu là cái hay, đâu là cái dở, điều gì khiến cho chúng ta thua thôi. Anh nghĩ là mọi người cũng sẽ cần biết cái đó, nó sẽ khiến cho coi một cái giải nó hay hơn. Bây giờ mình nói về cái ban bích trước, thì trong ban bích là cái điểm mà mình muốn nói đầu tiên đó là Zay là một con tướng win được chứ không phải là không win được, tức là thằng Kati nó có thể win được con Zay, nhưng Kati win con Zay không tốt. Và Gam không biết hoặc không thể triển khai được con dây hiện tại. Do cái gì thì mình không biết, tại vì mình không trong nội bộ của người ta. Tóm tắt lại nha. Con dây thằng Kati đánh được, nhưng đánh với đội yếu thì ok thôi. Còn đánh với những đội bằng hoặc hơn á là dùng con dây qua một bên đi. Tại vì khi mà bạn đánh dây là bạn có một cái áp lực về đội hình, đó là bạn scale về lane là con dây nó rất là phế. Trừ khi là dây top thì ok. Còn dây mid nó phế điên. Càng lay thì người ta càng mạnh mà mình bắt đầu càng phế. Thì khi đó nó sẽ tạo cho bạn một cái áp lực á, là bạn phải đánh làm sao để bạn lấy lợi thế về sớm. Chứ bạn đánh lay hoài thì nó thua. Đó. Cho nên là trong cái ban bích á, bích dây cho mình đã hồi nãy lúc ban bích là tôi cũng có liệt kê là mid còn con dây, nhưng mà tôi không muốn Kati quýnh con dây tí nào. Đó là về ban bích. Ban bích thì chỉ sơ như vậy thôi. Còn cái chuyện ban Ori với lại Talia thì nó có nhiều cái mà mình không có tìm hiểu quá sâu, nên hiện tại cũng không muốn nói. Mình chỉ muốn nói về con dây thôi. Giống như bình luận viên người ta cũng có nói với lại hồi nãy lúc mà mấy ông phân tích hay bình luận gì đó, người ta cũng có kêu là nếu mà Ga mà thả con Orianna cho thằng Humanoid thì đó là một sai lầm. Thì nghe người ta nói như vậy thì nhiều khi ban cũng được, không sao hết. Bích con dây thì hơi rướng. Còn vô đánh á thì Gam thì từ hồi nào tới giờ thì họ may mắn, thật ra họ có rất là nhiều lần họ may mắn ở trong cái chuyện đó là người ta mắc lỗi rất là nhiều. Mặc dù là Gam đánh một cái tình huống gì đó mà Gam không có thật sự là hiệu quả, nhưng mà vô tình lúc Gam làm á thì người ta lại mắc lỗi, cho nên là Gam giết được người hai tình huống. Ví dụ như pha này sẽ là một tình huống cạnh tranh ở quanh khu vực của nhau. Đã bắt đầu mất chiêu rồi. À. Kế luôn Ballet rồi, Ballet làm. Ví dụ như cái pha này. Tụi Fnatic á bắt đầu mất chiêu. Nó Ballet rồi, Ballet lao vào hướng tung được hai người. Nó đánh rất lão. Hai bên bắt đầu lao vào nhau. Mid của nó là Azir. Boss của người ta thì thằng support mất tiêu từ đời nào rồi mà tụi nó lại muốn quấn lộn ở đây. Thì chưa cần biết về thế trận, nhưng mà tụi Fnatic á nó quấn như vậy là quấn sai rồi. Thành ra Gam ăn được mạng này. Chứ nó đâu được phép nó làm như vậy. Tao quýnh lộn với Zay giai đoạn early được. Nhưng mà cái tình huống thứ hai là cái tình huống mà JC chạy xuống bot, xong rồi giết được một mạng á. Thật ra pha đó thì Gam không có làm gì hết trơn á. Pha đó nó chỉ đơn giản là con JC nó đẩy xong một cái quay lính, đúng không? Nè, JC nó đẩy xong một cái quay lính và nó lạng qua cánh phải, và Azir biết nha,
Sau đó thì bot của tụi Fnatic lại chủ động đánh người ta. Đó. Thì thành ra thì trong là đây là một pha Gam chủ động làm này làm kia đó, ra không làm gì chứ, Gam không làm, là một tình huống rất đơn giản đi xuống áp lực tí thôi. Đúng ra là KT phải về. Xong tự nhiên cái thằng ông nội nó lết ngứa lao ra đánh người ta, anh ta chết đúng không? Đó là những cái lợi thế mà chúng ta thấy là Gam có được, nhưng mà phần lớn á, những cái lợi thế này là nó đến từ sai lầm của người khác chứ không phải là Gam chủ động để đem về được một cái lợi thế gì đó cho bản thân. Cái chuyện mà Jay đi di chuyển xuống bot á, thì đúng là con Jay chủ động đi, nhưng mà đi như vậy là không phải đi giết người. Ví dụ tao chạy xuống tới bot luôn, tao thục cái cầu sắm cái tao chạy về mid thì ok. Nhưng mà còn cái chuyện mà đi là bạn không thể làm một cái việc nào đó mà bạn phải có được cái sai lầm của người khác để bạn có được lợi thế, thì đó không phải là bạn chủ động để có được cái đó. Mà cái đó là mình phải đợi người khác nữa. Còn cái kia là ví dụ như bây giờ là mid tao đánh, mid tao đẩy xong quay đúng không, tao xuống tao thục cầu sắm bot một cái đùng mất 200-300 máu của thằng AD chơi, xong tao chạy về mid tao ăn lính tiếp, ăn xong quay lính này, ăn thêm quay lính sau nữa, xong tao đi xuống bot tiếp. Đó, bắt đầu CC người ta là lúc đó là mình chủ động mình giết người ta mà không cần người ta phải sai lầm luôn, người ta đánh chuẩn chỉ luôn vẫn chết. Còn đây là một tình huống đơn giản là Fnatic không mắc sai lầm. Thì dựa vào một cái trận đấu mà những cái việc mà Gam làm á, xong rồi họ làm những cái tình huống nó cũng không có được như họ làm. Nó có một số thứ bạn phải làm 100% luôn, chứ nếu mà bạn làm 90%, 95% thôi là nó không có ra hình hài vậy đó. Đúng không? Các bạn hiểu cái đó không? Thì từ hôm bữa giờ Gam đánh thì chúng ta vẫn nói về cái chuyện đó là Gam đánh á, là do cái vấn đề của Gam là gì? Cái vấn đề của Gam á, là cặp bot với lại team của Gam á, cái sự kết nối là không tốt. Có rất là nhiều thứ, giống như ví dụ như cặp bot này là cặp bot có dính kiến rất rõ ràng, thấy không? Cặp bot này biết chơi và tụi nó có những cái thứ mà tụi nó muốn làm với cái lane của tụi nó. Và khi đó nó tạo nên một cái sự kết nối nó không có được tốt, khi mà đây chỉ là mùa đầu tiên tụi nó mới đánh với nhau ở trong mùa này thôi. Thì đây là một tình huống mà giết được một người. Nhưng mà bây giờ mình quay lại một chút ở cái tình huống mà Slayer chết đi. Tại sao Slayer chết? Tại sao chúng ta có được lợi thế ở mid? Tại sao bot chúng ta lúc đó có được lợi thế? Chúng ta còn thậm chí là còn ăn được một con rồng. Vậy tại sao Slayer chết? Thì nó lại quay lại cái câu chuyện đó là Gam làm nhưng mà làm không có tới. Bây giờ bot mình đang có lợi thế đúng không? Thì mình đi ăn rồng. Vậy ăn rồng xong thì Gam cần làm cái gì? Gam cần phải cover cho những hai thằng bot, làm sao để có thể biết được thằng rừng kia đang ở đâu. Thằng mid, thằng Azir thì không phải là mục tiêu mà Gam cần phải quan tâm rồi. Tại vì Azir nếu mà đánh đúng kèo nha, làm đéo có chuyện Azir đi ram được với con Jay đúng không? Nhưng mà bây giờ ăn rồng cũng được thôi, ăn rồng cũng được. Nhưng mà mết cũng có từng kể cho anh em nghe về chuyện là xưa đánh chung đơn, nhiều khi nó rất là phản đối cái việc ăn rồng. Mà thằng con là tôi luôn á nha, mà nó còn không gọi là không đồng ý nữa. Thì đây là một pha ăn rồng. Nhưng mà ăn rồng xong á, Gam không cover cho cái việc là AD của mình đang không có cái lát. À, mắt là không có, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào cả, chỉ đơn giản là ăn xong con rồng và lăn ra chết chay, rất đơn giản thôi. Rừng người ta xuống chết chay. Nếu như pha này không chết á thì không farm được lính. Vậy pha này phải làm gì? Pha này thì buộc sau khi ăn con rồng xong, hoặc là Levi phải đứng cover, hoặc là Levi phải tìm thằng rừng bên kia. Thấy rừng bên kia thì hang boss mới được farm. Còn thứ ba là hang boss phải chấp nhận mất lính, chứ không thể nào mà muốn làm quá nhiều thứ được. Và cái chuyện mà Gam muốn làm quá nhiều thứ này á, nó cũng chính là lý do tại sao giữa game Gam thua. Giữa game đánh nhiều quá, đánh muốn giết quá trời người. Nó muốn giết cái gì mà nó kiểu như là mỗi một lần mà nó quýnh lộn á, nó muốn giết 2, giết 3, giết 4 không à. Kiểu vậy. Qua này nè. À, qua này ví dụ như Ballet nó đúp rờ con reo cũng chết, mà nó đúp rờ con Nautilus cũng chết. Thôi mà nó ham quá. Thì chung quy lại á, là đây là một trận đấu mà cái vấn đề của Gam là họ có những cái ý định mà họ muốn làm, nhưng mà họ làm á thì họ làm không có tới. Trong câu chuyện Slayer chết thì có thể là do cái sự kết nối của Gam không được tốt, nó dẫn đến việc là sau khi ăn xong con rồng, Levi kêu là Levi đi lên cánh rừng trên, bot nhận được thông tin đó, thì hoặc là bot phải bỏ lính,
hoặc là bot phải nói Levi là không được, Levi phải ở lại để cover, đẩy trong quay hay sao đó. Thì cuối cùng nó không làm gì đó. Nó không có làm một trong hai mà làm cái thứ ba, là Levi thì vẫn đi lên và bot thì vẫn đứng để cho người ta giết. À, thì nó bị dở cái chỗ là nó làm không tới. Cái đó nó cần phải được tập luyện với nhau lâu dài và tranh luận, thảo luận với nhau trong một khoảng thời gian dài á, phải dài á mới được, mới có thể có được sự gắn kết được. Đó chính là những một trong những cái vấn đề của Super Team á. Super Team từ xưa tới giờ chưa có cái Super Team nào thành công, nó là như vậy. Super Team nếu mà tuyển một Super Team về á, cái quỹ lương nó rất là to. Thì mấy ông duy trì một Super Team trong vòng 2 năm để nó có được sự ăn ý á, mẹ chắc lúc đó phá sản mẹ mất. Thật ra đội hình này của Gam cũng có thể gọi là Super Team của Việt Nam rồi đó chứ. Gati nếu mà nói hơi chua chát cho nhỏ xíu thì gọi là Gati chưa xứng đáng thôi, nhưng mà nếu mà Gati cũng thuộc dạng không phải là thằng mid tệ của Việt Nam, nó dẫu sao nó vẫn hơn rất là nhiều thằng. Thì với cái đội hình này thì Gam vẫn cần thời gian để có thể gắn kết. Đây là mùa đầu mà cặp bot nó mới ghép vô đánh với lại mấy thằng này, thì nó tạo nên rất là nhiều cái lỗ hổng về macro của đội, cho nên là đó là cái mà cũng khiến Gam trả giá rất là nhiều cho trong mấy ngày thi đấu. Rồi quay trở lại câu chuyện về tâm lý thì rất rõ ràng là chúng ta nói về việc đó là Kati nó chỉ cần đánh con Sin ra là nó out hết mid của quay cạc, đúng không? Nhưng mà tại sao vào vòng này á, có những đội người ta sẵn sàng người ta thả Ori và Sin ra ra để người ta đánh? Tại vì người ta biết là cái gì? Người ta biết á, là tao có ban con gì đi chăng nữa thì mày cũng còn mày đánh à. Cho nên tao ban làm cái gì? Ví dụ tao ban Sin ra, tao ban Ori, mày quýnh Ari thì tao ban làm cái gì nữa? Thôi thả cho mày quýnh con, tao quýnh con, tao giành lượt ban, tao ban mấy con khác. Vậy tại sao Kati lại bị ban con Sin ra? Và tại sao Kati lại phải ban Ori và Talia? Vấn đề ở đây là cái lượng tướng của Kati đánh được nó quá hẹp, và sự tự tin của Kati là quá thấp, hầu như là không có luôn nữa. Thậm chí là nhiều khi, nói chung là bây giờ bữa giờ đánh nhìn sắc mặt của Kati đó, chỉ có cái trận đánh với lại team Well là nhìn thằng Kati nó khởi sắc thôi, còn lại là tôi nói với ông là nhìn đánh mặt trận nào nhìn nó cũng căng thẳng tội nghiệp nhỏ. Cho nên là câu chuyện ở đây là Kati nó lượng tướng của nó hẹp quá, và nó đánh á, đó là chưa kể là lượng, ví dụ giờ nó đánh được 10 con ở VCS, ra thế giới còn 5 con còn lại là không đánh nổi, tại vì sợ này sợ kia sợ nọ. Đó là những vấn đề của Gam đang cho chúng ta thấy trong một cái vòng chung kết thế giới. Dù như bây giờ những cái con tướng mà hiện tại mà Kati có thể đánh được là Nico nè, Orianna nè, Syndra nè, Ari là không dám đánh, đúng không? Lissandra nhiều khi cũng không dám đánh luôn, tại vì con Liss á đi lên khó. Jay thì đánh không nổi, Jay đánh không nổi, đánh nhìn đánh không nổi, đánh rất là đuối. Đánh Jay toàn bị người ta đẩy không thì đánh sao được. Đánh Jay là phải tạo được thế cho rừng găng mid nè, top găng mid nè, AD support găng mid nè, xong rồi đi là phải đi đúng. Mỗi một pha di chuyển là di chuyển pha nào ra pha đó, cần quay về là phải quay về. Còn cặp bot thì Palette thì hôm nay nó đánh, nói chung bữa giờ Palette nó đánh con Rakan tệ quá. Phải nói nha, là mất không muốn gọi là phủ nhận cái chuyện là mất từng nói là đối với mất Palette vẫn là sub số 1, đúng không? Mất có một cái niềm tin khá là mãnh liệt vào cái trình độ của Palette đi sub, nhưng mà cái kỳ những cái thế giới này Palette nó đánh con Rakan tệ quá. Đó là sự thật. Nó rờ đớp hụt quá nhiều. Levi thì mất nghĩ là mất không có gì để nhận xét về Levi. Tại vì Levi thì hiện tại là phải đóng vai trò đội trưởng nè, rồi con team nè, rồi tinh thần nè. Quá nhiều thứ, cho nên là nhiều khi mình nhận xét một người như vậy, kỹ năng cá nhân, tức là trong một người mà phải đảm nhận nhiều vai trò như vậy mà mình chỉ nói về kỹ năng cá nhân của người ta, cái gì mình sống bất công với người ta, đúng không? Thì mình bắt người ta con team, mình bắt người ta làm đội trưởng tinh thần, mình bắt người ta gọi là vừa đánh vừa phải hỗ trợ tinh thần cho mấy đứa em. Xong rồi khi chúng ta nói, chúng ta chỉ nói về má ăn đó kỹ năng cá nhân, nhưng bất công với đấy. Cho nên là Levi thì dẫu tôi nói thiệt chứ bây giờ dẫu Levi nó có đánh tệ thì nhiều khi tôi cũng không muốn trách. Kia thì quá hoàn hảo rồi, Kia thì nói chung là vẫn đánh mọi thứ vẫn rất là ok. Chúng ta vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt đối với Kia. Đó là những gì mà mất nghĩ là Gam hôm nay mắc phải thôi. Bữa giờ luôn chứ không phải là hôm nay. Vậy Gam cần làm gì để có thể thoát được khỏi những cái vấn đề trên? Đem tôi về. Đơn giản vậy đó. Tôi fit hết cho. Nhưng mà giờ ví dụ Gam trả lương tôi bèo quá, tôi đâu có về được.